Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị chê gương mặt giống người chuyển giới. Trước những lời chê bai của cư dân mạng khi cho rằng gương mặt của Hồ Ngọc Hà giống với người chuyển giới, nữ hoàng giải trí đã lên tiếng đáp trả. Thời gian gần đây, một số trang fanpage đã chia sẻ hình ảnh Hồ Ngọc Hà cùng lời nhận định gương mặt của nữ hoàng giải trí giống như gương mặt của chuyển giới. Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với nhận xét đó. Một số trang fanpage cũng như cư dân mạng nhận xét gương mặt Hồ Ngọc Hà giống người chuyển giới. Trước việc nhiều người cho rằng gương mặt của Hồ Ngọc Hà giống người chuyển giới, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ đã khéo léo đáp trả, miễn là mình thích. Còn cắt cấu xé chỉ là những mỹ từ để phục vụ sở thích thôi, có người thích khoe này khoe kia, còn mình khoe luôn váy này cuối tuần, vừa rồi mình mặc 3 xô liền, vẫn thơm nhé. Vì mình thấy mặc cái váy này nó làm mình giống con gái, chứ không bị giống 3D nữa, phải không những người đàn ông của tôi? Hồ Ngọc Hà khéo léo đáp trả, mình thấy mặc cái váy này nó làm mình giống con gái chứ không bị giống 3D nữa. Lý Quý Khánh và Dương Triệu Vũ đồng tình với quan điểm của Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ còn hài hước trả lời Dương Triệu Vũ, tối nay đi ăn gì mà lòi bóng ra hết đi, chứ em gồng nhiều em mệt quá rồi. Chuyên gia trang điểm của Hà Hồ cũng bình luận trên trang Facebook của nữ ca sĩ. Được ở Thái Lan miễn phí một năm, bước vào căn hộ Hương Giang vừa nhận thì các hoa hậu Việt ngất hết. Đúng là đẳng cấp quốc tế khác hẳn, bước chân vào nơi ở của Hương Giang mà choáng ngợp. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, ngoài vương miện danh giá, Hương Giang còn nhận được rất nhiều giải thưởng bằng tiền mặt. Đáng chú ý nhất là cô nàng còn được quyền sử dụng căn hộ cao cấp và sang trọng tại Thái Lan trong suốt thời gian đương nhiệm. Mới đây, Hương Giang đã trở lại Thái Lan sau vài ngày về Việt Nam và tiếp tục hành trình các hoạt động cần phải làm của đương kim Hoa hậu. Theo đó, cô đã check-in tại khách sạn Novotel Bangkok. Và dù không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu đây chính là nơi mà Hương Giang sẽ sống trong khoảng thời gian đương nhiệm. Theo thông tin mà Hương Giang chia sẻ, độc giả đã tìm ra ngay được khách sạn mà cô sẽ sống. Một loạt hình ảnh về khách sạn này khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng bởi không gian sống sang trọng, hiện đại. Trong phòng được trang bị đầy đủ đồ dùng, nội thất cũng rất tinh tế bắt mắt. Ngoài ra còn có phòng tập gym, bể bơi trên cao, quầy bar vô cùng tiện lợi. Và bây giờ hãy cùng tham quan khách sạn mà Hương Giang sẽ ở trong một năm tới. Hương Giang quay trở lại Thái Lan để tiếp tục hành trình đương kim hoa hậu của mình và hôm qua cô cũng nhận nơi ở luôn. Hương Giang được chào đón rất nhiệt tình, tân hoa hậu còn được tặng cả hoa. Đây chính là nơi mà tân hoa hậu check-in. Khách sạn khá cao nằm giữa một khu tòa nhà cao tầng. Các phòng của khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi, không gian rất thoáng và hiện đại, đồ đạc được bài trí căn bản và tinh tế. Các căn hộ đều có view rất thoáng mắt. Rất nhiều người đã check-in ở đây, tất cả các bức ảnh đều rất đẹp. Bước ra ngoài căn hộ, khách sạn còn đầy đủ các khu vui chơi và dịch vụ, đây là bể bơi trên cao. Chụp ảnh sống ảo ở đây thì còn gì bằng, ở bể bơi cũng có bar. Ngoài ra ở dưới sảnh cũng phục vụ ăn uống đầy đủ, không gian mở vô cùng thoáng đãng. Phòng tập gym với các trang thiết bị hiện đại, đây quả là một nơi sống lý tưởng khiến nhiều người phải ghen tị với Hương Giang. Ở Việt Nam, Hoa hậu Phạm Hương là người đầu tiên được tặng căn hộ trong khoảng thời gian đương nhiệm. Không gian sống cũng đẹp và hiện đại. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi đăng quang cũng được tặng một căn hộ trong vòng 2 năm. Tuy vậy, cả Phạm Hương và Mỹ Linh đều là được tặng căn hộ trong nước, còn Hương Giang được tặng căn hộ ở nước ngoài, đẳng cấp quốc tế mà chưa Hoa hậu Việt nào có được. Gu thời trang chuẩn men của học trò Lucas khiến Hương Giang phải thừa nhận em rất thích anh ấy. Sở hữu nét đẹp điển trai cùng phong cách thời trang nam tính trẻ trung, quán quân The Fireman Thái Lan Philip Sinroy trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt các cô gái và trong số đó có cả Hoa hậu Hương Giang. Trong buổi trò chuyện với độc giả của báo, tân Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tiết lộ một chi tiết khá thú vị, cho rằng chị đại Lucas hứa hẹn giới thiệu anh chàng quán quân The Fireman Thái Lan Philip Sinroy cho cô nàng. Vốn yêu thích học trò của Lucas trước đó, nên tân hoa hậu không giấu được sự thích thú trước cơ hội được làm quen với chàng trai mắc cười, từng giật giải The Fireman Thái Lan mùa đầu tiên. Cùng ngắm phong cách thời trang của chàng trai 23 tuổi này để biết được lý do vì sao khiến Hương Giang phải thú nhận với chị đại, em rất thích anh ấy. Học trò huấn luyện viên là một chàng trai mang trong mình hai dòng máu Thái Lan Thụy Điển. Chính vì vậy anh có khuôn mặt lay tay ấn tượng, cùng với đó là phong cách ăn vận cá tính trẻ trung. Với chàng trai ở độ tuổi 23, Philip luôn tỏ ra là một người có phong cách biến đổi linh hoạt.
anh thường chọn cho mình những item trẻ trung, tôn lên sự mạnh mẽ nam tính. Phong cách thời trang của Philip biến hóa đa dạng, từ anh trở thành quán quân The Fame Thái Lan mùa đầu tiên. Chính điều đó giúp anh chàng được biết đến như một icon thời trang tại đất nước chùa vàng. Phong cách thời trang nam tính đảm bảo sự đơn giản hài hòa nhưng không kém phần thời thượng, giúp anh ngày càng nhận được sự yêu mến từ fan. Philip gây ấn tượng với mọi người bởi gương mặt điển trai, cộng thêm nụ cười luôn tỏa sáng, đã khiến anh trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Luôn chọn cho mình những bộ cánh mang tính xu hướng, điều đó đã khiến học trò cưng của chị đại Thái Lan nhanh chóng trở thành fashion icon mới của giới trẻ. Mạnh mẽ và nam tính nhưng không kém phần năng động trong việc phối jean với tăng tớp, khoe những được nét rắn rỏi và cuốn hút. Thỉnh thoảng anh chàng lại hóa sói ca trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Sự thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung cá tính là điều những chàng trai trẻ luôn mơ ước. Nhưng chẳng phải ai cũng biết cách làm mới mình cùng phong cách như vậy. Thứ không thể thiếu trong tủ đồ của Philip cũng như nhiều chàng trai khác là bộ đồ vest được may theo phong cách trẻ trung nhưng vẫn không kém phần lịch lãm. Với vẻ ngoài điển trai cùng body khá chuẩn, trò cưng của chị đại Thái Lan nhận được khá nhiều lời mời tham gia showbiz ở nhiều vai trò khác nhau. Thân hình sáu múi rắn rỏi cùng chiều cao nổi bật giúp anh dễ dàng ghi điểm trước hàng nghìn cô gái. Gương mặt đẹp, vóc dáng cao và gu thời trang ổn là điểm cộng của chàng bạch mã hoàng tử đến từ đất nước chùa vàng. Chàng trai tiết lộ rất thích những cô gái có tính cách mạnh mẽ. Hiện Philip đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực người mẫu ảnh tại quê nhà. Ngoài hạnh phúc, đây là những điều mà Nhã Phương phải chịu đựng khi yêu Trường Giang. Những lùm xùm về chuyện tình cảm của bạn trai với những người khác là điều mà Nhã Phương phải nghe nhiều nhất kể từ khi hẹn hò với Trường Giang. Trường Giang Nhã Phương đang là một trong những cặp đôi khiến khán giả mong ngóng về chung nhà nhất showbiz. Có thời điểm, hình ảnh mặc đồ cưới của cả hai xuất hiện khắp các trang mạng, làm cho người hâm mộ còn nôn nóng hơn. Đặc biệt vào năm 2018, Trường Giang đã có màn cầu hôn bạn gái gây bão khắp các diễn đàn. Có người ủng hộ nhưng cũng có người phản đối. Sau sự việc ấy, rất nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Khi có nhiều điểm trùng hợp ở họ như không xuất hiện cùng nhau, Nhã Phương không đeo nhẫn. Từ khi hẹn hò với Trường Giang, Nhã Phương liên tục xuất hiện trên truyền thông. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, họ luôn làm mọi người ngưỡng mộ vì độ hạnh phúc và ngọt ngào. Đặc biệt Trường Giang thường dùng những lời có cánh khi nói về bạn gái. Ai cũng nghĩ rằng Nhã Phương là cô gái may mắn vì có được người yêu nổi tiếng và yêu thương cô. Tuy nhiên không chỉ hạnh phúc, người đẹp còn phải hứng chịu nhiều điều không hay, đặc biệt là những tin đồn của Trường Giang và các mỹ nhân khác trong showbiz Việt. Vài ngày qua, khán giả khắp nơi xôn xao về sự việc của Trường Giang và Nam Em. Mọi việc xuất phát từ lời của Nam Em trong một bài phỏng vấn. Theo đó, cô bất ngờ nhắc đến nam diễn viên hài trong chuyện tình cảm như sau. Tôi là người sống thật, thú thật anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim. Nếu là đàn ông, đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhưng đây tôi cũng muốn gửi đến ai đó. Nếu ai đó vô tình đọc được, thì xin đừng làm người khác tổn thương. Thậm chí cô còn tiết lộ rằng cả hai đã có thời gian bên nhau, trong lúc Trường Giang vẫn còn có mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương. Ngày 15 tháng 1 là sinh nhật cô, Trường Giang có tham dự và ngày 17 tháng 1 lại cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình. Chẳng những thế, Nam Em còn khá buồn bã khi mọi người hỏi về mối quan hệ thật sự của cô và Trường Giang. Cô bày tỏ, mọi người nghĩ sao thì là như vậy, câu hỏi thật sự khiến tôi đau lòng vì đang cố gắng quên. Trước Nam Em không lâu, Trường Giang lại vướng vào nghi vấn hẹn hò với Sam khi cả hai cùng đóng chung dự án điện ảnh vào dịp Tết 2018. Thời điểm đó, các bức ảnh thân mật của Mười Khó và Hot Girl Sam xuất hiện liên tục trên khắp các diễn đàn. Ngay khi ấy, phía đại diện của Trường Giang cũng đã chia sẻ về sự việc đang gây xôn xao. Theo đó, người đại diện của nam danh hài cho biết, mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương vẫn rất bình thường, hiện tại cả hai đang có lịch làm việc không trùng nhau nên không xuất hiện cùng nhau. Về phía Sam, cô cũng nhanh chóng lên tiếng về sự việc để khán giả bớt hoang mang. Nữ diễn viên bộc bạch, thú thật vào thời điểm tin đồn xuất hiện, tôi cảm thấy rất hoang mang, ngạc nhiên vì không hiểu mình đã làm gì sai để phải bị dư luận và một số fan quá khích của anh Giang và Nhã Phương ném đá như thế. Những ai đã theo dõi tôi từ trước, họ biết rõ mỗi khi tôi có dự án mới, tôi luôn đăng ảnh chụp cùng bạn diễn nam để quảng bá cho các bộ phim của mình. Tôi từng hợp tác và đăng ảnh với rất nhiều diễn viên, kể cả những người đã có vợ, nhưng không hiểu sao đến lượt anh Trường Giang,
tin đồn lại bùng nổ và khiến dư luận phản ứng gay gắt đến thế. Tôi không buồn vì bị khán giả chỉ trích, nhưng buồn vì tin đồn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân của nhiều người, có cả mối quan hệ giữa anh Giang và Nhã Phương. Không chỉ có nam em, Sam và Trường Giang, còn có thời điểm gây bão trên mạng xã hội vì chuyện tình cảm giữa anh và nữ ca sĩ Quế Vân. Khi ấy, Quế Vân đăng tải một tâm thư khá dài trên trang cá nhân với nội dung khẳng định Trường Giang là người lăng nhăng, không xem cô và bạn bè xung quanh ra gì, khiến mọi người thất vọng. Hàng loạt hình ảnh mặn nồng của Quế Vân và Trường Giang đang được chính nữ ca sĩ đăng đàn. Thậm chí hàng loạt tin nhắn mùi mẫn cũng do cô công khai, nhằm khẳng định sự việc giữa cô và Trường Giang là có thật. Khi nam em công khai mối quan hệ với Trường Giang, Quế Vân đã lập tức nhắn nhủ đến người cũ, đừng gieo nghiệp nữa Trường Giang ơi, đến phút này tôi thương em Nhã Phương rất nhiều. Về phần Trường Giang, có thể khán giả công nhận anh là người tài năng trong sự nghiệp diễn xuất, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều luồng ý kiến cho rằng anh lăng nhăng, cũng chính vì những chuyện lùm xùm với các mỹ nhân Việt mà hình ảnh của anh đã bị ảnh hưởng và mất điểm trầm trọng trong lòng người hâm mộ.